Xin chào tất cả các con, rất vui vì gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Trong buổi hôm nay thì cô sẽ cùng các con tiếp tục chuyên đề hình học trong chương trình toán 5 nâng cao với chủ đề về đường tròn. Với bài đầu tiên đó là chu vi và diện tích hình tròn. Vậy muốn tính chu vi diện tích hình tròn chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì trước tiên cô sẽ cùng các con nhắc lại một số kiến thức chúng ta cần nhớ trong chủ đề này nhé. Trước tiên ở đây cô có đường tròn. Ở đây chúng ta có đường kính AB và tâm là O. Thì các bạn nhớ cho cô là muốn tính chu vi của đường tròn thì chúng ta sẽ lấy gì? Đường kính nhân với 3,14. Vậy ở đây các bạn lưu ý cho cô này. Chu vi của hình tròn thì bằng đường kính là D nhân với 3,14. Và đôi khi nếu như trong đề bài không cho đường kính mà cho bán kính thì các bạn có thể tính chu vi hình tròn bằng cách lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14. Còn muốn tính diện tích của hình tròn thì các bạn nhớ cho cô này. Muốn tính diện tích của hình tròn thì chúng ta sẽ lấy bán kính nhân với 3,14. Còn trong trường hợp nếu như đường tròn người ta cho đường kính mà không cho bán kính thì các bạn có thể áp dụng bằng cách là gì? Lấy đường kính trên 2. Đấy, đường kính là D mà đúng không nào? Thì chúng ta sẽ lấy D trên 2 nhân với D trên 2 rồi nhân với 3,14. Hoặc các bạn cũng có thể tách ra thành hai bước nhỏ để chúng ta tính. Trước tiên chúng ta đi tính bán kính thông qua đường kính bằng cách lấy đường kính chia cho 2. Sau khi tính được bán kính rồi thì chúng ta thay vào công thức bán kính nhân 3,14 để chúng ta tính. Và nếu như ở trong đề bài cho chu vi để tính diện tích thì các bạn lưu ý cho cô từ công thức tính chu vi các bạn sẽ tìm ra được bán kính bằng cách là gì? R sẽ bằng chu vi chia cho 3,14 rồi chia cho 2 thì các bạn sẽ tìm ra được bán kính. Sau đó thay vào công thức lấy bán kính nhân 3,14 thì các bạn cũng có thể tìm ra được diện tích. Hoặc nếu như đề bài cho diện tích tính chu vi thì trước tiên các bạn sẽ lấy cho cô gì? Diện tích chia cho 3,14 để chúng ta tính ra được tích của bán kính nhân với bán kính. Sau đó các bạn có thể tách cái tích đó ra thành hai thừa số giống nhau nhân với nhau để chúng ta tìm ra bán kính và thay vào chúng ta cũng sẽ tìm ra được chu vi. Được chưa nào? Thì đây là một số công thức mà các bạn cần phải lưu ý trong quá trình chúng ta làm các bài toán liên quan đến đường tròn. Và thông thường thì khi gặp các bài toán về đường tròn hay hình tròn thì ít khi đề bài cho chúng ta trực tiếp dưới dạng gì tính, nếu đối với những bài nâng cao nhá, ít khi chúng ta sẽ tính trực tiếp công cho hình vẽ đơn giản như thế này chúng ta tính, mà đôi khi sẽ cho nhiều loại hình lồng nhau vào để chúng ta tính cái phần giao nào đó. Thì các bạn cần phải xác định được phần giao đó nó tạo bởi hình nào hay đường nào để chúng ta tìm cách tính cho phù hợp. Và cụ thể bây giờ chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng bài tập 1 nhé. Chúng ta đi vào bài tập đầu tiên, bài 1. Trên hình vẽ, các bán kính hình tròn có độ dài lần lượt là 3cm, 4cm, 5cm. Hãy so sánh phần diện tích hình tròn bé và diện tích của phần tô màu. Đây, đề bài của chúng ta cho hình vẽ như thế này. Ở trên này thì chúng ta quan sát là gì? Chúng ta có 3 hình tròn lần lượt từ nhỏ cho đến lớn. Như vậy, tương ứng hình tròn bé nhất ở đây sẽ có bán kính là 3cm. Hình tròn thứ 2 ở giữa sẽ có bán kính là 4cm. Và hình tròn thứ 3 là hình tròn lớn nhất ở đây sẽ có bán kính là 5cm. Và đề bài của chúng ta yêu cầu là gì? Yêu cầu là so sánh diện tích của hình tròn nhỏ và diện tích của phần tô màu. Đấy, thì ở đây chúng ta thấy ngay là gì? Hình tròn nhỏ có ngay diện tích và có ngay bán kính bằng 3cm. Vậy các bạn sẽ dễ dàng tính ra được diện tích của hình tròn nhỏ. Còn diện tích của phần tô màu ở đây là phần nào? Thì các bạn nhìn này, phần tô màu của chúng ta là gì? Là cái phần viền bị giới hạn bởi hai đường tròn. Một đường tròn, một cái hình tròn có gì? Mình sẽ lấy cái miền trong của cái hình tròn có bán kính 5cm và giao vào cái miền ngoài của cái hình tròn bán kính 4cm, đúng không nào? Như vậy dựa vào phần này chúng ta thấy là gì? Diện tích cái phần tô màu chúng ta cần phải so sánh với cái đường tròn bé, chúng ta sẽ tính được bằng cách lấy diện tích của hình tròn
5cm là hình tròn to, trừ đi diện tích của hình tròn 4cm, đúng không nào? Đấy, như vậy ở đây chúng ta sẽ tính bằng cái gì? Diện tích của hình tròn có bán kính 5cm trừ đi diện tích của hình tròn có bán kính là 4cm. Như vậy, qua phần chúng ta phân tích này thì chúng ta sẽ có lời giải như sau. Trước tiên chúng ta đi tính diện tích của hình tròn bé. Diện tích của hình tròn bé. Đây, mà chúng ta biết rồi, muốn tính diện tích của hình tròn thì chúng ta sẽ lấy bán kính nhân 3,14. Vậy thì các bạn có thể nhân cụ thể kết quả vào. Hoặc nhá, ở đây các bạn thấy này, tất cả những phần tính toán của chúng ta đều liên quan đến diện tích của hình tròn. Mà diện tích của hình tròn nào thì chúng ta cũng sẽ có một nhân tử chung, nó là 3,14, đúng không nào? Thì chỗ này các bạn có thể để kết quả cho cô là 9 nhân với 3,14, mà không cần thiết phải nhân trực tiếp 9 với 3,14 bằng bao nhiêu vào. Mình chỉ cần lấy 3 nhân 3, sau đó kết quả như thế này. Để chỉ tí nữa chúng ta so sánh, thay vì việc chúng ta đi nhân cụ thể kết quả vào, chúng ta có thể tách riêng cái thừa số 3,14 chung ra ngoài. Chúng ta chỉ cần so sánh thừa số còn lại thôi thì mình sẽ đỡ mất công tính toán hơn nhiều. Bởi vì bài này không yêu cầu chúng ta phải tính ra số liệu cụ thể, mà chỉ cần gì? So sánh, đúng chưa nào? Rồi, sau khi tính được diện tích của hình tròn bé, chúng ta sẽ đi tính diện tích của hình tròn lớn. Ở đây các bạn cũng có thể ghi là gì? Diện tích của hình tròn có bán kính 5cm là, bởi vì hình tròn lớn nhất ở đây là hình tròn có bán kính 5cm, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có 5 nhân 5 nhân 3,14. Và tương tự như trên, các bạn có thể để chỗ này là 25 nhân với 3,14cm². Tiếp tục chúng ta tính được diện tích của hình tròn bán kính 4cm. Bốn nhân 4 nhân 3,14, và chúng ta tính ra được ở đây là 16 nhân với 3,14cm². Sau khi tính được diện tích của hình tròn lớn và hình tròn 4cm, hình tròn có bán kính 4cm rồi, thì chúng ta sẽ tính được diện tích phần tô màu. Này, diện tích phần tô màu như vừa cô phân tích rồi, nó bằng diện tích của hình tròn bán kính 5cm trừ đi diện tích của hình tròn bán kính 4cm. Thì đây, diện tích hình tròn có bán kính 5cm là 25 nhân với 3,14 trừ đi diện tích của hình tròn có bán kính 4cm là 16 nhân 3,14. Thì ở đây các bạn có thể đặt 3,14 ra ngoài làm thừa số chung, trong ngoặc còn 25 trừ đi 16, và chúng ta sẽ tính ra được bằng 9 nhân với 3,14cm². Cô ký hiệu diện tích hình, đây, cô ký hiệu cái bước tính diện tích của hình tròn bé là 1, ký hiệu bước tính diện tích phần tô màu là 2. Thì các bạn quan sát này, ở một bước 1 chúng ta có diện tích hình tròn bé bằng 9 nhân với 3,14. Ở bước 2 này chúng ta có diện tích phần tô màu cũng là 9 nhân 3,14. Như vậy các bạn có thể trình bày là từ 1 và 2 chúng ta suy ra được diện tích của hình tròn bé bằng diện tích phần tô màu. Đấy, như vậy chúng ta xong được bài thứ nhất bằng cách sử dụng công thức tính diện tích của hình tròn. Chúng ta đi so sánh diện tích của hình tròn bé và diện tích của phần tô màu. Trong đó phần tô màu của chúng ta ở đây là gì? Bị giới hạn bởi hai hình tròn nhá.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài số 2. Cho hình tròn tâm O đường kính AB bằng 8 cm, hình tròn tâm M đường kính OA, hình tròn tâm N thì đường kính OB. Câu A, tính chu vi của hình tròn tâm O đường kính AB, hình tròn tâm M đường kính OA và hình tròn tâm N đường kính OB. Câu B, so sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi của hình tròn tâm O. Câu C, biết chu vi của hình tròn tâm O là 7,85 cm, tính chu vi của mỗi hình tròn nhỏ. Đây, ở đây chúng ta quan sát hình vẽ này. Chúng ta có 3 hình tròn. Thứ nhất là hình tròn to là hình tròn tâm O đường kính AB. Thứ hai là hình tròn tâm N đường kính OA. Hình tròn tâm N đường kính OB. Ở đây chúng ta thấy OA và OB là bán kính của đường tròn lớn tâm O. Chính vì vậy chúng ta sẽ có OA bằng OB. Và hai hình tròn tâm M và hình tròn tâm N có đường kính bằng nhau. Chính vì vậy mà chu vi và diện tích của nó bằng nhau. Đấy, các bạn chú ý cho cô phần đấy. Khi mà đề bài yêu cầu tính chu vi hoặc diện tích của hình tròn tâm M hoặc tâm N thì các bạn chỉ cần tính một trong hai hình tròn thì sẽ suy ra được hình tròn còn lại. Ở đây đề bài đã cho cụ thể gì? Độ dài đường kính AB bằng 8 cm. Vậy thì các bạn sẽ dễ dàng tính ra được độ dài đường kính OA và độ dài đường kính OB. Từ đấy vận dụng công thức chúng ta sẽ tính được chu vi của mỗi hình và so sánh chu vi của các hình mà đề bài yêu cầu. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính toán luôn nhá. Đầu tiên này, chúng ta sẽ có là chu vi hình tròn tâm O. Chu vi hình tròn tâm O. Đấy. Muốn tính chu vi thì chúng ta chỉ cần lấy gì? Đường kính nhân với 3,14. Đường kính ở đây là 8 nhân với 3,14. Và chúng ta tính ra được kết quả ở đây bằng 25,12 cm. Để tính được chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N, trước tiên chúng ta đi tính bán kính của nó. Thì ở đây chúng ta có bán độ dài đường kính. Độ dài đường kính của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N chúng ta có gì? 8 chia cho 2 và bằng 4 cm. Như vậy ở đây chúng ta sẽ tính được có đường kính của hai hình tròn này rồi thì chúng ta sẽ tính được chu vi của hình tròn tâm M hoặc hình tròn tâm N. Đấy, bởi vì hai hình tròn này bằng nhau nên chúng ta có thể viết gộp luôn trong một phép tính này. Chúng ta sẽ có đường kính của chúng là 4 nhân với 3,14 và chúng ta có kết quả ở đây là 12,56 cm. Như vậy chúng ta đã hoàn thành được câu A là đi tính chu vi của ba hình tròn, đúng không nào? Câu B, đề bài yêu cầu so sánh tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N với chu vi của hình tròn tâm O. Thì câu này, chúng ta có tổng chu vi của hai hình tròn nhỏ đấy. Ở đây cô ghi tắt là hai hình tròn nhỏ thì các bạn có thể hiểu ở đây là gì? Chính là tổng chu vi của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N. Thì vì hai hình tròn này nó có gì? Chu vi bằng nhau. Vậy thì các bạn có thể làm bằng cách là lấy 12,56 nhân với 2 hoặc
các bạn có thể lấy 12,56 cộng 12,56 cũng được nhá. Được chưa? Và ở đây cũng chính là bằng gì? 25,12 cm. Như vậy cô ký hiệu chu vi hình tròn tâm ô là 1. Cô ký hiệu tổng chu vi của hai hình tròn nhỏ là 2. Vậy thì chúng ta có thể kết luận được từ 1 và 2. Chúng ta suy ra được. Chu vi của hình tròn tâm ô và tổng chu vi của hai hình tròn tâm M và N là bằng nhau. Đấy. Thì ở đây trong trường hợp này là cô đang lấy đường kính của đường tròn AB là 8 cm. Vậy thì nếu như cô thay bất kể đường tròn bán kính ở đường kính của cái đường tròn AB này bằng bao nhiêu cm đi chăng nữa thì tổng chu vi của hai đường tròn nhỏ bên trong mà có đường kính bằng bán kính của đường tròn lớn thì luôn luôn bằng chu vi của hình tròn lớn. Các bạn chú ý cho cô cái đấy để chúng ta làm các bài tập trắc nghiệm nhá. Thường chúng ta làm các bài tập trắc nghiệm chúng ta rất hay gặp những cái dạng hình như thế này. Ví dụ đối với câu C này, biết chu vi của hình tròn tâm O là 7,85 cm, tính chu vi của mỗi hình tròn nhỏ nhá. Chú ý cho cô câu này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ sang câu C. Đề bài yêu cầu là cho chu vi, cô viết tắt ra đây này, chu vi của hình tròn tâm O bằng 7,85 cm. Và đề bài yêu cầu ở đây là gì? Tính chu vi của hình tròn tâm N và chu vi của hình tròn tâm N, tức là tính chu vi của mỗi hình tròn nhỏ. Như vừa rồi chúng ta thấy là gì? Ở câu, trong quá trình chúng ta tính toán, chúng ta thấy là hai cái hình tròn nhỏ này luôn luôn có chu vi bằng nhau, bởi vì nó bằng gì? Có đường kính bằng nửa đường kính của hình tròn lớn, đúng không nào? Như vậy ở đây chúng ta có thể lập luận như sau. Đây nhá, thay vì việc chúng ta phải đi tính đây này, cách thứ nhất nhá, rất đơn giản là gì? Các bạn đi tính cho từ chu vi của hình tròn tâm O, các bạn đi tính cho cô đường kính. Được chưa? Sau khi tính đường kính của đường hình tròn tâm O xong, các bạn đi tính đường kính của hình tròn tâm M. Đây, mình có thể làm theo là gì? Cách 1, cô định hướng thôi, sau đó về các bạn tự tính toán nhá. Từ chu vi, đây, từ chu vi của hình tròn tâm O, các bạn sẽ tính được đường kính của hình tròn tâm O. Từ đường kính của hình tròn tâm O thì các bạn sẽ tính được đường kính của hình tròn tâm M hoặc hình tròn tâm N. Từ đấy thì chúng ta sẽ tính được chu vi của hình tròn tâm M hoặc chu vi của hình tròn tâm N. Đấy, thì đây là gì? Các bước để các bạn có thể tính. Hoặc cách thứ hai, các bạn sẽ làm như sau. Mình không cần đi tính cụ thể từng cái này, mà mình biết rồi là gì? Chúng ta có này, chu vi của hình tròn lớn bằng đường kính, sorry các con nhé. Mình có đường kính của hình tròn lớn, đúng chưa nào? Bằng gì? Hai lần đường kính của hình tròn bé. Hay ở đây chính là gì? Chúng ta có này, D của hình tròn tâm M bằng D của hình tròn tâm N. Và ở đây bằng 1/2 đường kính của hình tròn tâm O, đúng chưa nào? Do đó chúng ta có thể suy ra, chúng ta sẽ nhân cả tất cả 3,14 vào các vế này. Chúng ta có D của hình tròn tâm M nhân với 3,14 cũng phải bằng gì? D của hình tròn tâm N nhân với 3,14 và cũng chính bằng 1/2 nhân D của hình tròn tâm O nhân 3,14. Và ở đây D là viết tắt cho gì? Đường kính nha. Các bạn chú ý cho cô là ở đây cô đang viết tắt cho đường kính. Lúc này chúng ta có này, D hình tròn tâm M nhân với 3,14 chính là chu vi của hình tròn tâm M.
sẽ phải bằng D nhân 3,10D của N nhân 3,14 là chu vi của hình tròn tấm N. Và ở đây nó bằng 1 phần 2 nhân với D của O, tức là đường kính của hình tròn tâm O nhân 3,14 chính là chu vi của hình tròn tâm O. Như vậy thay vào thì các bạn sẽ tính được bằng gì? 1 phần 2 nhân với lại, đề bài ở đây cho gì rồi? 7,85. Như vậy các bạn sẽ dễ dàng tính ra được chu vi của hình tròn tâm M và chu vi của hình tròn tâm N chính bằng gì? 3,925. Đơn vị ở đây là cm. Như vậy các bạn sẽ điền được đáp số chu vi của hình tròn là 3,925. Đấy, đối với gì? Khi các bạn làm bài trắc nghiệm thì các bạn có thể làm cho cô theo các cái ký hiệu như thế này. Hoặc các bạn có thể trình bày rõ ràng hơn là gì? Mình có thể viết công thức ra đúng không nào? Hoặc tính theo cách 1. Thì với bài này chúng ta có hai cách tính. Các bạn có thể tính theo cách nào cũng được nhá. Thì đấy là bài số 2. Bài 2 này thì toàn bộ đều liên quan đến chu vi của hình tròn. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang bài thứ 3 nhé. Bài số 3. Cho hai hình tròn tâm E có đường kính OA và hình tròn tâm O có đường kính AB. Ý A, chu vi hình tròn lớn gấp bao nhiêu lần chu vi hình tròn bé? Ý B, diện tích hình tròn lớn gấp bao nhiêu lần diện tích hình tròn bé? Và ý C, biết diện tích hình tròn tâm O bằng 113,04 cm², tính diện tích của hình tròn nhỏ. Đây, ở đây đề bài cho hình vẽ của chúng ta này. Hình tròn lớn là hình tròn tâm O có đường kính AB. Hình tròn bé là hình tròn tâm E có đường kính OA. Tức là đường kính của hình tròn bé bằng một nửa đường kính của hình tròn lớn. Và đề bài yêu cầu tính tỉ số giữa gì? Chu vi của hình tròn lớn và hình tròn bé. Đồng thời gì? Diện tích giữa hình tròn lớn và hình tròn bé, đúng không nào? Tính tỉ số hay là hỏi gấp bao nhiêu lần thì cách làm cũng tương tự như nhau. Ở đây chúng ta có này, đề bài không cho cụ thể số liệu của bài toán, tức là không cho bán kính hay đường kính của hình tròn lớn, hình tròn bé bằng bao nhiêu, đúng không nào? Mà chỉ biết là gì? Hình tròn bé thì có đường kính chính bằng bán kính của hình tròn lớn. Như vậy từ đấy chúng ta sẽ có được là gì? Là đường kính của hình tròn bé bằng 1 phần 2 đường kính của hình tròn lớn. Như vậy các bạn có thể sử dụng công thức nha. Các bạn sẽ có thể sử dụng công thức để các bạn tính ra tỉ số chu vi và tỉ số diện tích. Hoặc các bạn có thể coi là gì? Mình cứ coi cái hình tròn bé này là hình tròn đơn vị có bán kính gì? AE bằng 1 cm. Sau đó chúng ta sẽ tính toán chu vi và diện tích trên cái hình tròn có bán kính 1 cm đó. Từ đấy thì chúng ta cũng có thể tính được diện tích hình tròn lớn hoặc là chu vi hình tròn lớn nó gấp bao nhiêu lần chu vi diện tích hình tròn bé và chu vi hình tròn bé, đúng không nào? Đấy, vậy thì các bạn có thể sử dụng hai cách để các bạn làm. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm theo cách coi cái hình tròn bé nó là hình tròn đơn vị nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ coi bán kính AE. Coi bán kính AE là 1. Ở đây các bạn có thể lấy 1 cm, 1 m hay là 1 km đều được. Và cụ thể ở đây mình cứ gọi nó là đơn vị độ dài. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ có bán kính OA là 1 nhân 2 và bằng 2 đơn vị độ dài. Đấy, như vậy chúng ta có bán kính của hình tròn bé rồi, chúng ta cũng có bán kính của hình tròn lớn rồi, thì chúng ta sẽ đi tính được chu vi của hình tròn bé và chu vi của hình tròn lớn, đúng không nào? Vậy câu A này, chúng ta sẽ có chu vi, cô viết tắt nha, chu vi của hình tròn lớn. Muốn tính chu vi thì chúng ta sẽ lấy gì? Bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14. Vậy ở đây chúng ta sẽ có bán kính hình tròn lớn là 2 nhân với 2 rồi nhân với 3,14. Thì các bạn sẽ tính ra được bằng 12,5
6. Đơn vị độ dài cô viết tắt nhé. Từ đấy chúng ta cũng sẽ có chu vi hình tròn bé. Mình sẽ lấy gì? 1 nhân với, đây, chu vi hình tròn là bán kính nhân 2 rồi nhân 3,14. Vậy thì mình sẽ lấy 1 nhân 2 nhân 3,14 và bằng 6,28 đơn vị độ dài. Như vậy, có chu vi hình tròn lớn rồi, có chu vi hình tròn bé rồi thì chúng ta sẽ tính được chu vi hình tròn lớn gấp chu vi hình tròn bé bao nhiêu lần, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có chu vi hình tròn lớn gấp chu vi hình tròn bé. Số lần là, đây, chúng ta sẽ lấy gì? 12,56 chia cho 6,28 và chúng ta tính ra được bằng 2 lần. Đấy, như vậy ở đây chúng ta có đáp số của câu A của chúng ta là gấp chu vi hình tròn lớn gấp 2 lần chu vi hình tròn bé, đúng chưa nào? Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ đi tính diện tích của hình tròn lớn và diện tích hình tròn bé trên đơn vị mà chúng ta đã quy ước ban đầu. Thì lúc này câu B, diện tích hình tròn lớn chúng ta sẽ lấy gì? Bán kính là 2 nhân với, bán kính là 2 nhân với 3,14 thì chúng ta cũng sẽ tính ra được diện tích của hình tròn ở đây là 12,56. Chú ý cho cô ở đây của chúng ta là đơn vị đo diện tích nha. Đấy, đơn vị diện tích. Rồi chúng ta sẽ có diện tích hình tròn bé. Hình tròn bé thì có bán kính là 1. Vậy chúng ta sẽ lấy 1 nhân 1 nhân với 3,14 và ở đây của chúng ta có kết quả là 3,14 đơn vị diện tích. Có gì rồi? Có diện tích của hình tròn lớn, có diện tích của hình tròn bé thì chúng ta sẽ tính được diện tích của hình tròn lớn gấp diện tích của hình tròn bé số lần là 6. Đấy, chúng ta lấy diện tích của hình tròn lớn là 12,56 chia cho diện tích của hình tròn bé ở đây là 3,14 và chúng ta có kết quả ở đây là 4 lần. Đấy, như vậy chúng ta có đáp số của câu B của chúng ta là gì? Diện tích hình tròn lớn gấp 4 lần diện tích hình tròn bé. Vậy thì dựa vào câu B chúng ta sẽ dễ dàng tính ra được kết quả của câu C. Câu C của chúng ta là gì? Cho diện tích của hình tròn lớn là diện tích của hình tròn tâm ô bằng gì? 113,04 cm². Và đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích của hình tròn bé, tức là diện tích của hình tròn tâm E. Vậy thì theo như câu B, chúng ta đã có gì rồi? Chúng ta đã có kết luận diện tích của hình tròn lớn gấp gì? 4 lần diện tích của hình tròn bé, đúng không nào? Như vậy sử dụng ngay công thức đấy, chúng ta sẽ có diện tích của hình tròn bé là chúng ta chỉ việc lấy gì? Diện tích hình tròn lớn là 113,04. Các bạn chia cho
4. Bởi vì diện tích hình tròn lớn gấp 4 lần diện tích của hình tròn bé, thì diện tích của hình tròn bé sẽ bằng 1/4 diện tích của hình tròn lớn, đúng không nào? Chia cho 4 thì chúng ta sẽ có được là gì? Là 113,04 chia cho 4 này, thì đầu tiên chúng ta sẽ được là 11 chia cho 4 thì được 2 dư 3, 33 chia cho 4 thì được 8 dư 1, 10 chia cho 4 thì được 2 dư 2, 24 chia cho 4 thì được là 6. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 28,26 là diện tích của hình tròn bé cần tìm. Đấy, như vậy là chúng ta đã kết thúc được bài số 3. Với bài này thì ngoài cái cách chúng ta giả sử như bán kính OE bằng 1 ra, thì các bạn có thể giả sử bán kính của nó bằng bao nhiêu cũng được. Hoặc các bạn có thể làm theo cách đó là các bạn chứng minh dựa trên công thức. Đây nhá, cụ thể này, chúng ta bây giờ đang cần tính gì? Mình đang cần tính chu vi của hình tròn lớn gấp bao nhiêu lần chu vi của hình tròn bé, đúng không nào? Lúc này nhá, thì các bạn có thể lập luận cho cô này. Mình có bán kính của hình tròn lớn, hình tròn bé bằng gì? 1/2. À, mình sẽ gọi đi. Nếu như làm theo cách này, các bạn sẽ gọi cho cô bán kính của hình tròn bé là gì? Là D chẳng hạn. Còn bán kính của hình tròn lớn, đây, mình coi đây là hình tròn bé nhá, hình tròn bé thì có bán kính là D, hình tròn lớn thì sẽ có bán kính là gì? 2 nhân D, đúng không nào? Đây, nếu như coi bán kính thì mình gọi theo quy ước R đi cho nó dễ, không gọi D các bạn lại sẽ nhầm sang đường kính. Đấy, đây, gọi bán kính của hình tròn bé là R thì bán kính của hình tròn lớn sẽ là 2 nhân L. Từ đấy các bạn sẽ có chu vi của hình tròn lớn là gì? R nhân 2 nhân với 3,14. Đây là chu vi của hình tròn bé. Chu vi của hình tròn lớn sẽ là 2 nhân R nhân với gì? 2 rồi nhân với 3,14. Đúng chưa? Từ đấy các bạn sẽ có được, suy ra chu vi của hình tròn lớn chia cho chu vi của hình tròn bé, thay vào các bạn sẽ tính được 2 nhân R nhân 3,14. Cô đang viết ngược thứ tự một chút. Trên R nhân 2 nhân 3,14 thì các bạn sẽ triệt tiêu đi được này. 3,14 với 3,14, 2 với 2, R với 2R, vậy thì chúng ta sẽ có kết quả là 2. Thì các bạn cũng sẽ kết luận được chu vi của hình tròn lớn gấp 2 lần chu vi của hình tròn bé. Tương tự như vậy, các bạn sẽ sử dụng là gì? Diện tích của hình tròn lớn trên diện tích của hình tròn bé sẽ bằng diện tích của hình tròn lớn này, là mình có 2 nhân R là bán kính của hình tròn lớn, nhân với 2 nhân R là bán kính của hình tròn lớn, rồi nhân với 3,14. Trên diện tích của hình tròn bé thì các bạn sẽ lấy là gì? R nhân R nhân 3,14. Từ đấy thì các bạn sẽ rút gọn được R về R, R về R, 3,14 trên với 3,14. Thì chúng ta chỉ còn gì thôi? Còn 2 nhân 2, vậy chúng ta có kết quả là 4. Từ đấy thì các bạn cũng sẽ suy ra được diện tích của hình tròn lớn bằng 4 lần diện tích của hình tròn bé. Thì đây là hai cách làm đối với bài số 3 này. Các bạn thấy cách nào đơn giản hơn thì các bạn có thể làm theo cách đó, được chưa nào? Đấy, như vậy là vừa rồi cô đã hướng dẫn được các con 3 bài tập vận dụng về công thức tính chu vi và công thức tính diện tích của hình tròn để làm một số bài tập liên quan đến hình tròn. Vậy thì chúng về nhà các bạn sẽ tìm cho cô thêm các cái bài tập tương tự để chúng ta có thể vận dụng thành thạo các công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn nhé. Và buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục đối với chuyên đề hình tròn với các dạng bài tập liên quan giữa hình tròn và các hình khác, đặc biệt là đối với hình vuông. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các con trong buổi học tiếp theo. Thank you.